Một khó khăn nữa là cách phát âm đuôi ed ở cuối động từ quá khứ. Đuôi ed có thể được phát âm là the, th hay it, phụ thuộc vào âm đứng trước nó. Dưới đây là ba nguyên tắc phát âm cho phụ âm cuối này. Thứ nhất, khi động từ nguyên thể kết thúc bằng phụ âm vô thanh, voiceless sound, và sau đó là đuôi ed, thì đuôi này đọc là th. Ví dụ, popped. They talked a lot. Talked. She frothed a cup of milk. Frothed. I laughed at the movie. Laughed. She kissed a frog. Kissed. We brushed it off. Brushed. I reached around for it. Reached. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và nhắc lại các ví dụ nhé. Popped. They talked a lot. Talked. She frothed a cup of milk. Frothed. I laughed at the movie. Laughed. She kissed a frog. Kissed. We brushed it off. Brushed. I reached around for it. Reached. Thứ hai, khi động từ nguyên thể kết thúc bằng âm hữu thanh, voiced sound, và sau đó là đuôi ed, thì đuôi này đọc là the. Ví dụ, bobbed. He begged her to stay. Begged. She breathed loudly. Breathed. They loved it. Loved. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và nhắc lại. Bobbed. He begged her to stay. Begged. She breathed loudly. Breathed. They loved it. Loved. Cuối cùng, khi động từ nguyên thể kết thúc bằng phụ âm th và phụ âm d và sau đó là đuôi ed, thì đuôi này được đọc là it. Ví dụ, I visited the Empire State Building. Visited. She edited the research paper. Edited. We ended the game early. Ended. He breaded the chicken. Breaded. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và nhắc lại các ví dụ. I visited the Empire State Building. Visited. She edited the research paper. Edited. We ended the game early. Ended. He breaded the chicken. Breaded. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của bài, chúng ta đã cùng xem xét cách phát âm các phụ âm đứng cuối một từ tiếng Anh. Nếu quý vị để ý,
sẽ thấy một số ví dụ của chúng tôi có hai phụ âm đứng liền nhau ở cuối một từ. Ở phần tiếp theo của bài số 2, chúng ta sẽ cùng học cách phát âm các cụm phụ âm cuối trong từ tiếng Anh. Khi phát âm các từ tiếng Anh kết thúc bằng một cụm phụ âm, thường có xu hướng lược bỏ bớt các phụ âm cuối mà chỉ phát âm một phụ âm gần với nguyên âm nhất. Nhưng điều này lại làm biến đổi nghĩa của từ, làm nó biến thành một từ khác. Ví dụ, belt, bell, change, chain, range, rain, help, hell, film, fill, tenth, ten, learnt, learn, wolf, wool, hold, hole. Một cách luyện phát âm các cụm phụ âm, dù là ở đầu hay cuối hoặc giữa một từ, là phát âm ghép các phụ âm trước, rồi phát âm các từ có cụm phụ âm đó. Kỹ thuật này gọi là ghép phụ âm, consonant blending. Ví dụ, sk, ask. Mời các bạn cùng xem và tập phát âm các phụ âm cuối bằng phương pháp consonant blending nhé. Sk, 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 ask. Crisp, st, 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 fast, old, 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 cold, ulk, 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 milk, ulp, 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 help, ult, alt, alt, belt, end, 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 ink, 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 pink, ing, 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 bang, int, 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 went, ft, 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 soft, pt, 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 slept, kt, 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 act, kst, 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 next, mp, 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 lump. Các bạn vừa tập phát âm các từ kết thúc bằng 15 cặp phụ âm phổ biến. Mời quý vị và các bạn cùng xem và luyện lại một lần nữa. Các bạn nhớ luyện tập thật nhiều ở nhà nữa nhé. Sk, 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 ask, sp, 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 crisp. Fast, old, 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 cold, ulk, 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 milk, ulp, 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 help, ult, 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 belt, end, 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 ink, 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 pink, ing, 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 bang, int, 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 went, soft, pt, 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 slept, kt, 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 act, kst, 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 next, mp, 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 lump.
Quý vị và các bạn thân mến, một số từ tiếng Anh kết thúc không chỉ bằng 1, 2 mà là 3 phụ âm. Với các cụm phụ âm dài, ta vẫn có thể dùng phương pháp ghép phụ âm. Ví dụ, mp, mp, lamp, mps, lamps. Chúng ta hãy cùng thử. Các bạn hãy phát âm cùng tôi nào. Pl, apple, pls, apples. Sk, ask, sks, asks. Một lỗi nữa là chúng ta thường nhầm lẫn giữa một từ kết thúc bằng phụ âm vô thanh bật hơi như p, t, k với từ đó cộng thêm đuôi er. Ví dụ, help, helper. Lý do là hậu tố er thường không được đánh trọng âm và chỉ được đọc nhẹ, và do đó rất dễ nhầm. Khi đọc các từ có hậu tố er, ta cần đọc rõ nguyên âm er. Mời các bạn cùng nghe và gạch dưới từ được phát âm. 1. They took their cook with them. 2. She was a great helper. 3. He didn't exercise. 4. They learnt quickly. 5. Is that your guess? 6. They burnt the food. 7. It's all in the pasta now. 8. That mix wasn't very good. Mời các bạn cùng nghe lại và kiểm tra đáp án. Các bạn nhớ đọc theo nhé. 1. They took their cook with them. 2. She was a great helper. 3. He didn't exercise. 4. They learnt quickly. 5. Is that your guess? 6. They burnt the food. 7. It's all in the pasta now. 8. That mix wasn't very good. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng xem và thực hành các phụ âm cuối và cụm phụ âm cuối các từ tiếng Anh. Mời quý vị và các em cùng nghe bài hát Autumn Leaves. Bài hát chậm, lời rõ. Các bạn hãy nghe thật kỹ. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. The summer kisses. The sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear. Quý vị thấy, các phụ âm cuối và cụm phụ âm cuối của các từ đều được phát âm rất rõ và đủ, ngay cả khi được hát. Hãy cùng chúng tôi phát âm lại các từ kết thúc bằng cụm phụ âm cuối trong bài hát này. Leaves, drift, autumn, end, gold, lips, kisses, hands, hold. Since, went, old, most. Quý vị và các bạn thân mến,
Bài học của chúng ta hôm nay